Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thành Channel. Hiện giờ mình đang có mặt tại một điểm nhận quà tài trợ cho đồng bào miền Trung gặp lũ lụt. Mình sẽ ghi hình lại để cho các bạn cùng xem và lan tỏa thông điệp yêu thương đoàn kết này. Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với tinh thần nhường cơm sẻ áo, có rất nhiều tổ chức cá nhân đã đứng ra ủng hộ và kêu gọi, động viên đồng bào trong cả nước dành cho nhân dân vùng lũ sự giúp đỡ thiết thực về mặt tinh thần và mặt vật chất. Mọi người nhá, chiều nay sẽ chuyển hàng đi miền Trung thì ai có thể đến được giúp đỡ thì chuyển hàng lên xe nhá, thì mọi người sắp xếp thời gian có chuyển rất là nhiều hàng. Mình đóng túi nên mình cho vào tải được. Tức là mình phải tải một cái sau khi mình biết cho vào túi. Thank you.